cùng các bạn tham gia cuộc thi. Em tên là Hoàng Lê Bảo Châu, lớp 8 trường Trung học Cơ sở Nguyễn Tri Phương. Hôm nay em xin giới thiệu đề tài của chúng em là robot dẫn đường. Nhóm chúng em gồm các thành viên Hoàng Lê Bảo Châu, Lê Huỳnh Tiến Minh, Lâm Nhã Minh, Võ Thị Vi và Dương Nguyễn Gia Bảo. Để robot hoạt động, chúng ta có thể kết nối Bluetooth. Đây chính là mô hình robot dẫn đường của chúng em. Chào robot. Cảm ơn robot. Xin cảm ơn quý thầy cô, ban giám khảo đã quan tâm và lắng nghe.